Rớt kìa. Rồi đừng câu anh em ơi, con đầu tiên của mình luôn. Đi nãy giờ bắn được con một khách chim này anh em ơi. Này đi bào thôi. Ngay góc đó, đi vô đó, ngay góc luôn đó. Đấy, bạn lụm lên rồi quay cho anh em xem. Con đầu tiên của hai anh em mình luôn. Bữa nay đi vòng vòng nhà bầu cô nhí nữa nghe anh em. Thấy không? Rồi đừng con nha anh em. Rồi bữa nay mình đi với cây không lồng chạc nghe anh em. Rồi tiếp tục anh em ơi. Sao vô được, tắt xe vô lụm đi, tao đang quay á. Rồi đừng tu anh em ơi, đổ lộn con sáo anh em. Rồi vô bước lên, đứng lên cái đó, cái mộ lụm cái đường. Ở đây gặp con gì bắn ở đó nha anh em, chứ không có chim đồ bắn. Bắn mấy con sáo này cho con bạn mình nó ăn. Bắn lấy pha rồi anh em. Chích lên, chích lên. Rồi, đừng con nha anh em. Rồi, tiếp tục nha anh em. Đâu rồi? Rớt một con rồi. Rồi, được con cu nữa anh em ơi. Đi nãy giờ biết bao lâu luôn mới bắn được con mấy anh em. Hết chim rồi. Lụm quay cho anh em xem đâu rồi. Chạy đâu chạy, nó dưới nước sao nó chạy được. Nó dưới nước sao nó chạy được. Rồi, đừng con nữa anh em ơi. Rồi, tiếp tục nha anh em. Tiếp tục nha anh em. Đây là con thứ ba rồi. Sáng giờ giục hết ba con còn đó. Combi. Rớt nha anh em. Rồi đừng con nữa anh em ơi. Đâu rồi bạn? Ủa nãy rớt chỗ nào ta? Ở đây nè, thấy rồi. Rồi, đừng con nữa anh em ơi. Rồi, tiếp tục nghe anh em. Một con. Bye anh em ạ.
bơi lại nắng để mình vớt con này lên quay cho anh em xem nha. Chết nha. Rồi, đứng con nha anh em. Tiếp tục anh em ơi. Vớt nha anh em. Hai con anh em ơi. Rồi. Đứng con nữa nha anh em. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Em đi dài dài đường này có không? Có gì mình bắn quay cho anh em xem. Đi với cây quen thuộc nữa nha anh em, không lòng chạc nha anh em. Rồi, tiếp tục nha anh em. Hai con nha anh em. Con đó bị nè mày. Rồi nó lọt ở trong anh em ơi. Kiếm cây thiệu xuống anh em ơi. Ôm bi con bay vô trong. Con chết ngắt. Con nha anh em. Đi vòng vòng chiều có gì không bắn quay cho anh em xem. Đừng con anh em ơi.